Gần nửa năm nay, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai rơi vào tình trạng sụt giảm đơn hàng, phải cắt giảm giờ làm, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất của doanh nghiệp cũng như đời sống của người lao động. Tuy vậy, để tránh nghịch lý có đơn hàng thiếu lao động hoặc khi đã đủ lao động thì lại thiếu đơn hàng, thời gian qua các doanh nghiệp trong tỉnh đã nỗ lực thực hiện các giải pháp để giữ vững lực lượng lao động của mình. Và đến thời điểm này, theo ghi nhận của phóng viên thời sự tại một số doanh nghiệp dày da có đông công nhân lao động trong tỉnh Đồng Nai cho thấy, tình hình đơn hàng trong quý 2 tới ít nhiều sẽ có sự khởi sắc. Như nhiều doanh nghiệp dày da khác trong tỉnh, những tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023, công ty trách nhiệm hữu hạn Bostung Vina, đơn vị có trên 22.000 người lao động tại huyện Trảng Bơm, đã sắp xếp cho một bộ phận nhỏ lao động luân phiên nghỉ việc trong tháng để hưởng lương vùng là 180.000 đồng một người một ngày. Theo đại diện công ty, qua đầu quý 2 tới, tình hình đơn hàng đã có tín hiệu khả quan. Hiện nay thì là vẫn sắp xếp cho một số công nhân lao động được nghỉ, được hưởng cái được thỏa thuận nghỉ và hưởng 180.000 một ngày, nhưng mà cũng không có nhiều. Thì trong tháng 4 thì theo tín hiệu từ ban giám đốc thì tình hình đơn hàng nó cũng có khả quan hơn tí xíu so với tháng 3, chứ không phải là khả quan so với các năm khác. Tương tự, đại diện công ty cổ phần Techquan Vina cũng cho biết, nếu tháng 2 vừa qua công ty phải cho người lao động nghỉ 6 ngày trong tháng, thì trong tháng 3 này, người lao động chỉ còn phải nghỉ 1 ngày. Dự kiến đến tháng 4, công nhân sẽ đi làm ổn định đầy đủ. Tháng 3 thì Techquan Vina chỉ còn nghỉ 1 ngày nữa thôi. So với tháng 2 thì chúng tôi nghỉ 6 ngày, đến tháng 3 thì chỉ còn 1 ngày. Và trên tinh thần này thì tháng 4 bắt đầu làm việc trở lại bình thường, đều đặn. Đơn hàng cũng đã có tín hiệu giá tăng. Thời điểm này mặc dù đơn hàng của các đơn vị cũng đã có, nhưng chưa nhiều. Sau đây cũng là tín hiệu vui của các doanh nghiệp sau gần nửa năm sản xuất khá chật vật. Đáng mừng hơn cả là hầu hết doanh nghiệp đều cố gắng không cắt giảm lao động, mà luôn duy trì lực lượng sản xuất để đợi đơn hàng mới. Công ty vẫn duy trì cái lao động ở đây, và đặc biệt là đơn hàng có giảm, thu nhập người lao động có thể giảm một chút. Tuy nhiên thì anh em công nhân viên lao động cũng như lãnh đạo công ty cũng sẽ cố gắng để vượt qua cái giai đoạn khó khăn này. Nhìn chung, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, hiện đa số doanh nghiệp vẫn đang gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất vì không có đơn hàng mới, khiến công nhân lao động không còn được tăng ca, thu nhập giảm. Do đó, tổ chức công đoàn sẽ tiếp tục thương lượng với doanh nghiệp đảm bảo các chế độ cho người lao động để họ không bị ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống và yên tâm gắn bó với công việc.